thả đèn trên sông, trên hồ Nguyễn Du nha các bạn. Cảnh quá đẹp luôn. Này tại hồ Nguyễn Du ở Long Xuyên nhé. À, mấy bạn thả nặng tập trung thả đó nè. Đây mẹ ẩn đi coi nữa nè, rồi mẹ ẩn đi coi, mẹ chạy tao đi, cái hai nó cũng mèo của tao vậy trời. Mèo mày chạy mày, mày từ cái nó chạy tên nào? Cúc đang kèm nè. Đổi về đằng kia cho đi. Đâu? Không phải đâu. Nên ta thả gì á? Rồi máy bay. Máy bay, máy bay, máy bay. Thấy đẹp không? Của con là nào? Cái bự đó luôn hả? Cái bự luôn. Chơi cái bự luôn hả? Mua nhiêu? Mua nhiêu? 10 ngàn hả? Cái 15 ngàn. Một cái bự là một cái nhỏ nữa là 15 ngàn.
mua gì hả? Phúc mua gì Phúc? Dạ đào. Mua gì? Dạ đào. Dạ đào hả? Ăn nãy giờ cắt nước hả? Không có bác. Ủa nó cháy. Cháy kìa. Ừ. Không bỏ. Ê có con trôi luôn rồi. Ừ. Kìa nó cháy luôn rồi thấy không? Cháy lên thấu luôn rồi thấy không? Cháy. Ủa? Con cá kìa. Cháy lên thấu luôn rồi. Con chưa cháy lên thấu kìa. Kìa mấy cái đó cháy luôn rồi. Quách ta. Con chưa cháy khói của con là đã bịt cái chai rồi rồi đó cha, đúng không? Nào nó hắt xuống dưới ha, nó mới cháy cha. Cháy. Cá quá cá luôn, cái hồ này cá quá, hồ này hồ Nguyễn Du. Nguyễn Du lên gì cá? Cá còn thấy cá hợp dữ không? Khói đen vô. Bành luôn. Gì? Con mua trà đào nãy giờ sao con không lấy trà kìa? Hả? Con mua nãy giờ sao không lấy? Đây này, con để cho nó nghe. Kìa đợi chú hết tiền kìa. Chạy đâu dữ vậy? Từ từ. Gì? Kiếm chỗ nào ngồi lại xe ngồi đi. Xe ngồi đi. Không có gớt. Con ăn đi. Anh này anh bán trà đào nghe các bạn. Cà đào ngon hả? Uống trà. Ừ. Lâu lâu uống một ly thôi đúng trà. Gì? Lâu lâu uống một ly cà đào thôi. Ừ.